Giám chế Ô Dục Lâm, biên kịch Trần Hải Hưng, đạo diễn Phương Gia Phúc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Hậu Nhậm trong vai Tần Phấn, Trần Ly Bình trong vai Tần Tây Hồng, Hoàng Bích Nhân trong vai Trần Huệ Anh, Trần Hán Vĩ trong vai Châu Bắc Phát, Tôn Chính trong vai Lâm Triều Vĩ, Trần Hoàng Vũ trong vai Tiền Nhược Phong, Phương Dung trong vai Phương Tự Ngọc, Tô Chí Thành trong vai Tiền Nhược Uy, Lư Truyền Cần trong vai Phương Như Hoa, Lưu Khiêm Ích trong vai Phương Đông Bạch, cùng một số diễn viên khác. 19. Con có thời gian quan tâm người khác, chi bằng lo cho bản thân mình trước đi. Mẹ, mẹ hiểu ý con muốn nói gì mà. Con có biết Hoa Hoa Thế Giới sắp phá sản rồi không? Sao lại có chuyện đó chứ? Ẩm thực Hoa Hoa làm tốt như vậy, sao lại sắp phá sản được? Trước khi ba con bị hôn mê, vì để công ty được niêm yết, vay ngân hàng với khoản vay rất lớn, tiếp tục mua lại nhà hàng để mở rộng việc kinh doanh. Chúng ta đang nợ bao nhiêu tiền? Nợ hơn 50 triệu. Bây giờ cộng tất cả các khoản lợi nhuận của các nhà hàng cũng không đủ để trả tiền lời. Chuyện xoay vòng vốn từ lâu đã gặp vấn đề. Tại sao mẹ không nói chuyện này cho con biết sớm chứ? Trước lúc ba con bị hôn mê, đã trình lên bên kinh tế một bản báo cáo tài chính giả. Con muốn ba con ở tù hay sao? Hay là chúng ta đóng cửa một số nhà hàng kinh doanh thua lỗ để giảm chi phí? Nếu tin tức đóng cửa nhà hàng bị lan truyền ra ngoài, bên phía các ngân hàng sẽ lập tức bắt chúng ta trả các khoản vay. Tiếp theo sẽ khiến nhà đầu tư sợ hãi. Kế hoạch niêm yết của ẩm thực Hoa Hoa chắc sẽ kết thúc. Nhưng quả lớn đã ập tới rồi, mẹ vẫn muốn niêm yết sao? Chỉ có niêm yết thì mới có thể có được một lượng vốn lớn để có thể xoay chuyển được tình thế trong thời gian ngắn. Nếu không tại sao mẹ phải bay qua Thái Lan tìm tập đoàn rót vốn? Nhưng đáng tiếc vẫn không thành công. Bây giờ chỉ có thể đặt tất cả mọi hy vọng vào Bác Đặng mà thôi. Bác Đặng chính là người giàu giấu mặt đó sao? Đáng tiếc ông ấy chỉ quan tâm tới Vô Song Yến. Chỉ có làm lại Vô Song Yến, ông ấy mới rót vốn. Đây chính là lý do mẹ tìm trăm phương ngàn kế để nhắm vào Vô Song Lâu phải không? Tại sao mẹ không nói sớm cho con biết? Có nói cũng không giải quyết được vấn đề. Đây là chuyện rất nghiêm trọng, con tuyệt đối đừng nên để cho bất cứ ai biết, kể cả anh hai con. Tính tình của nó quá bốc đồng. Nói vậy bây giờ Bác Đặng là hy vọng duy nhất. Hay là mẹ để con đi gặp bác ấy đi. Vô ích thôi. Không có Vô Song Yến, mọi thứ miễn bàn. Con cứ làm tốt bổn phận tổng giám đốc của con đi. Còn những chuyện khác để mẹ giải quyết cho. Ờ, khách quý, sao tới đây vậy? Nè nè nè, vào nhà đi hả? Chân đã đỡ nhiều chưa? Đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhà tôi nhỏ xíu à, không thấy phiền chứ? Sao khách sáo vậy, không tiếp đón tôi sao? Ừ. Không phải chuyện ăn phải dán đổ hết tội lỗi cho tôi hả? Coi như tôi xui xẻo đi. Hôm nay tôi tới không phải để giải thích, tôi chỉ tới để thăm một người bạn thân bị thương thôi. Cần gì tốn tiền mua đồ cho tôi như vậy? Nè, thật sự không phải chị sai khiến Nhược Uy làm sao hả? Nhìn tôi đi. Thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ăn cơm chưa? Cần tôi đặt đồ ăn cho chú không? Không cần đâu, trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn hâm lại là được rồi. Được rồi, để tôi làm cho. Làm phiền chị thật là ngại quá. Khách sáo ghê. Nhà bếp rất dơ, chị cẩn thận nha. Ở phía dưới đó. Sao không có thứ gì trong đây hết vậy? Có mà, phía dưới có rất nhiều thứ. Chủ tịch tới nấu cơm cho tôi ăn, tôi phải chụp hình đăng lên mạng khoe mới được. Này 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 này, chuẩn bị, chị quay qua cười đi. Tôi mở bếp nha, nếu chú chịu được thì đứng lại chụp hình. Đợi một lát, đợi một lát, từ từ nấu. Này từ nè. Từ từ nấu. Lão già, có thể ăn được rồi. Có cần như vậy không?
Một tô mì ăn liền á, chị bày trí đẹp như vậy khiến cho tôi không nỡ ăn luôn đó. Hãy thưởng thức món ăn bằng mắt. Món ăn chú trọng màu sắc và hương vị, cải thiện thẩm mỹ và thị giác, tăng sự thèm ăn của khách và để tăng thêm sự hài lòng của khách đối với món ăn. Năm xưa điều này là ai đã dạy tôi? Ai thì tôi không biết, tôi không nhớ gì hết. Chuyện trước đây tôi đã hoàn toàn quên hết rồi. Nè, chị nấu tiêu chuẩn như vậy á, vậy nghe vài bài hát tiêu chuẩn đi ha. Trong mấy sư huynh muội của chúng ta, có chị với những sư huynh là tốt nhất hả? Giàu có như vậy, ăn bao nhiêu dùng bao nhiêu trời định rồi. Không có cái đầu lớn như vậy thì đừng nên đội cái nón lớn như vậy. Cái nón đó của chị đội đi. Đúng vậy, cái nón của riêng mình phải đội. Alo, luật sư Chung. Cảm ơn cậu luật sư Chung, tôi sẽ giao cho cậu xử lý. Được, bà Tiền à, vậy thôi tôi đi nha. Cảm ơn. Chị à. Chị thật sự đã bán tất cả tài sản riêng của mình sao? Cũng không bao nhiêu, chị bán có hai thứ, một số cổ phiếu và trái phiếu mà thôi. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để bán tài sản. Với lại, cho dù chị bán tất cả tài sản của mình đi nữa, cũng không thể cứu được ẩm thực qua qua. Vậy em có cách gì tốt hơn không? Chẳng phải vẫn còn bác Đặng sao? Chỉ cần thuyết phục được bác ấy là được rồi. Bác Đặng vẫn còn trong phòng hồi sức đặc biệt, vô Song Yến chúng ta lại không lấy được. Ngay cả ải này cũng không vượt qua. Sau này cho dù lấy được vô Song Yến thì cũng quá muộn rồi. Đây là tài sản mà chị tích lũy 30 năm rồi, bán tất cả có đáng không? Hết cách rồi. Tự Ngọc. Dì Hồng, sao dì lại tới đây? Hôm nay quán không mở cửa sao? Dì nghe ba con nói gần đây tinh thần con không được khỏe, lạc miệng không muốn ăn. Dì cố tình hầm canh nhân sâm bổ khí đem tới cho con nè. Cảm ơn dì Hồng. Chuyện gì khiến con không vui? Hả? Ừ. Có phải con có tâm sự gì không? Có gì không vui trong lòng con phải nói ra, chứ con đừng giấu ở trong lòng như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng cho con. Con xin lỗi dì Hồng đã khiến dì lo lắng. Để con rót trà cho dì. Không ngồi cần đi. Đâu à, con uống canh đi. Dì tự rót trà, sẵn đi vệ sinh luôn ha. Con uống canh đi. Em. Chị. Em sao rồi, tinh thần của em khá hơn chưa? Chị về đây làm gì? Chị tới đây để lấy pin sạc dự phòng. Chị quên lấy. Em đó, tốt nhất mau vực dậy tinh thần của em đi. Đừng suốt ngày nhớ tới anh Triều Vĩ của em nữa. Chị đừng nói bậy mà. Chị nói bậy chỗ nào? Đừng tưởng chị không biết suốt ngày em trốn ở trong phòng nói chuyện với Triều Vĩ của em có ích gì chứ. Chị à. Tóm lại chị nói cho em biết, hai đứa không có hợp nhau đâu. Chị à. Gì không? Như Hoa, còn mới tới hả? Dì à, tại sao dì lại ở đây? Dì tới lúc nào? Dì cũng mới tới thôi, sớm hơn con một chút. Dì đem canh qua để cho Tự Ngọc uống. Được. Vậy hai người nói chuyện đi ha. Con đi về tiệm trước đây. Được rồi, tạm biệt. Bye bye. Dì Hồng, dì đừng nghe chị con nói bậy. Con với anh Triều Vĩ không có chuyện gì đâu. Nói vậy tụi con có chuyện gì? Con cho là dì sẽ nghĩ hai đứa con là gì hả? Không có gì. Không phải, không như dì nghĩ đâu. Được, con nói không phải thì không phải. Dì sẽ không hỏi dì đâu. Đợi tới lúc tụi con muốn nói cho dì biết thì dì sẽ biết thôi, có phải vậy không? Hả? Uống canh đi. Nè, anh nói với dì Hồng mối quan hệ của chúng ta chưa? Vẫn chưa nói, anh vẫn chưa tìm được cơ hội. Tại sao lại không có cơ hội? Có phải anh không muốn nói không? Không phải, anh hứa với em mà. Anh sẽ nhanh chóng nói với mẹ mà. Nhanh lên đó. Ê, mẹ anh đã về rồi. Bây giờ anh nói với mẹ nha. Một lát nữa gặp. Bye bye. A Vĩ. Mẹ, sao hôm nay lại về sớm vậy? Mẹ có chuyện này muốn hỏi con nên mới về nhà sớm. Đúng lúc con cũng có chuyện cần nói với mẹ. Chuyện gì vậy? Ê, mẹ ngồi đi. Mẹ ngồi xuống đi. Mẹ à, con nói cho mẹ biết, con đã có bạn gái rồi. Cuối cùng con chịu nói rồi. Mẹ đã biết rồi sao? Mẹ mới đi thăm Tự Ngọc, mẹ đem canh cho nó uống.
hai đứa con lén lén lúc lúc bí mật hẹn hò nhau. Ờ, chờ một chút đã. Mẹ nói con với Tự Ngọc hả? Ừ. À, không phải, không phải, không phải. Lúc nãy nó cũng nói không phải như vậy. Cả hai đứa con biểu hiện đều giống như nhau. Mẹ à, thật sự hiểu lầm rồi. Con không có hẹn hò với Tự Ngọc. Cả con cá vàng nó nuôi cũng gọi là Tiểu Vĩ. Không ngờ tầm nhìn của con thật tốt. Tự Ngọc thật sự là một cô gái rất tốt. Vừa ngoan ngoãn, vừa khôn khéo. Đối với người lớn cũng rất lễ phép, hiếu thuận. Nàng dâu này mẹ rất thích. Mẹ à, Tự Ngọc không phải là bạn gái của con thiệt mà. Được rồi, không phải thì không phải vậy. Đợi tới lúc hai đứa con muốn công khai rồi thì nói với mẹ. Mẹ, nếu như cô gái mà con đang quen đó không phải là Tự Ngọc mà là một người con gái khác thì mẹ có thất vọng không? Có chứ, mẹ sẽ vô cùng thất vọng. Không phải Tự Ngọc vậy là ai? Đó là một cô gái cũng tốt giống như Tự Ngọc vậy. Là cô gái cũng tốt giống như Tự Ngọc. Ai vậy? Cô ấy là một trong những người con biết, rất thấu hiểu lòng người, dịu dàng và chu đáo. Cô ấy còn vào bếp nấu ăn và ra ngoài xã giao, thành tích học tập rất tốt, cũng rất thông minh nữa. Còn nữa nha, tính cách yêu rất rõ ràng, căm ghét cái ác. Ờ, con đợi đã. Sao mẹ thấy giống như con đang nói về Mẫn Minh vậy? Mẹ cũng thấy vậy hả? Dĩ nhiên không phải rồi. Sao Mẫn Minh có thể dịu dàng, chu đáo, thấu hiểu lòng người, còn biết vào bếp nấu ăn? Con quên rồi sao? Nó chỉ biết nấu cháo trắng. Mẹ thấy Mẫn Minh tính tình hơi bốc đồng, lúc nào nó cũng thích cãi lại lời ba nó, lại còn học luật nữa. Sau này nếu nó làm luật sư, ai cãi nhau với nó, làm sao thắng nó được? Mẹ à, con tìm bạn gái thì tìm người thương yêu, không phải tìm người để cãi nhau. Hình như mẹ có thành kiến với cổ hả? Tại sao mẹ có thành kiến với nó được chứ? Mẫn Minh là một cô gái rất thông minh, rất lanh lợi. Nó cũng giống như đứa con gái của mẹ. Nhưng nếu nó thật sự làm dâu thì vẫn không đạt yêu cầu. Cô ấy đâu có tệ như mẹ nói đâu. Không phải chứ. Con sao vậy? Đừng nói với mẹ là cô gái mà con thích chính là Mẫn Minh nha. Đừng làm mẹ sợ. Nếu hai đứa con thật sự quen nhau sẽ làm mẹ sợ thật đó. Ê, mẹ à, không phải, không phải, không phải. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Con tin tưởng là nếu như mẹ cũng giống như con, khi thật sự hiểu về cô gái đó, mẹ sẽ muộn gì cũng thích thôi. Vậy thì cô gái đó là ai? Hôm nay con còn có chút việc gấp, lần sau nói cho mẹ biết nha. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá đó. Mẫn Minh. Sao rồi anh? Anh nói với dì Hồng chưa? Dì ấy nói thế nào? Anh nói rồi, nhưng mẹ có chút hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Anh cũng không nói rõ được. Tóm lại á, mẹ cũng đã biết anh có người yêu rồi. Nói vậy dì ấy biết đó là em không? Mẫn Minh à, chuyện chúng ta đang hẹn hò nhau, có thể tạm thời không nói với mẹ có được không vậy? Tại sao vậy? Tại vì mẹ của anh. Tại sao vậy? Anh không nói em biết phải không? Em tự đi hỏi dì Hồng. Mẹ nói em không thích hợp làm con dâu. Tại sao không thích hợp làm con dâu? Mẹ nói em thích hợp là con gái của mẹ hơn, để mẹ yêu thương. Nhưng mà làm con dâu á thì không đạt yêu cầu một chút. Đây là lý lẽ gì vậy? Sao em không đạt yêu cầu? Anh cũng không biết nữa, nhưng anh sẽ tìm cách nói rõ ràng với mẹ mà. Mẫn Minh à, dù sao chuyện yêu đương cũng là chuyện riêng của chúng ta. Mẹ anh có biết hay là không chắc cũng không quan trọng mà. Không thể được, em không chấp nhận. Dù gì dì Hồng cũng đã nói em chỉ thích hợp làm con gái, không thích hợp làm con dâu gì ấy. Được thôi, vậy em sẽ làm con gái gì ấy. Sau này chúng ta đừng quen nhau nữa. Sao phải lén lút qua lại? Chia tay đi. Mẫn Minh à, em đừng tức giận mà. Anh hứa với em, anh sẽ nhanh chóng nói rõ với mẹ. Vậy bây giờ mình đi đâu chơi? Anh không còn là bạn trai tôi nữa, sao tôi phải nói với anh tôi sẽ đi đâu? Mẫn Minh à, đừng theo tôi nữa, tôi không muốn gặp anh. Mẫn Minh, tới làm gì? Anh đã gọi điện cho em rất nhiều cuộc mà em không chịu nghe máy. Em khoan đừng tức giận mà. Đâu phải em không hiểu tính của mẹ anh. Anh cũng sợ là càng nói càng sai,
anh không phải cố tình giấu giếm chuyện chúng ta quen nhau đâu. Ê, em xem, lần trước á, phát trực tiếp, không phải em nói thích món kem lạnh này hay sao? Anh cố tình đi mua cho em đó. Đây là kem lạnh sao? Đây là sữa lắc mà. Anh ngốc quá, đợi lâu như vậy sao không lên lầu đợi? Vì anh sợ chú Năm sẽ nghi ngờ. Trở thành như vậy làm sao ăn? Vậy để anh đi mua. Không cần đâu, mấy giờ rồi? Nói vậy em đã hết giận rồi đúng không? Làm sao không tức giận được? Mẫn Minh, nhưng em thấy anh nói vậy cũng đúng. Chuyện chúng ta yêu đương hẹn hò là chuyện riêng của chúng ta, càng ít người biết thì càng tốt. Vì nói không chừng vài ngày nữa chúng ta sẽ chia tay rồi. Anh sẽ không bao giờ chia tay em đâu. Có chắc không? Ừ, chắc chắn. Nói vậy em tha thứ cho anh rồi hả? Được rồi, đã không sao rồi, mau về nhà đi. Ngày mai là ngày Bongo sẽ công bố kết quả. Chắc chắn chị Hồng rất căng thẳng. Về với dì ấy đi. Anh đã sớm nói với mẹ của anh rồi, em chính là cô gái rất thấu hiểu tâm ý của người khác. Chứ, thì dĩ nhiên rồi. Ê, Mẫn Minh à, em nhìn kìa. Bye bye. Vì sự bình bầu của Bonwood, thời gian này mọi người đều hết sức cố gắng. Tôi thay mặt công ty cảm ơn sự cống hiến của mọi người. Tôi cũng rất có lòng tin hôm nay chính là lúc mọi người sẽ nhận được thành quả tốt nhất. Tôi cũng bổ sung vài câu. Ẩm thực Hoa Hoa vẫn luôn là tiêu chuẩn trong ngành. Từ trước tới nay, các nhà hàng trực thuộc chúng ta trong cuộc thi của Bongo đều đạt được những thành tích rất tốt. Vì vậy, cho dù kết quả hôm nay như thế nào, mục tiêu của chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Điều chúng ta cần làm là trở thành người dẫn đầu trong ngành ăn uống. Chị Hồng, được rồi đó, đẹp lắm rồi, đẹp lắm rồi. Được rồi hả? Được rồi sao? Vậy được rồi. Được rồi, máy tính đã kết nối được với màn hình TV rồi. Tới rồi. Có tới trễ không vậy? Chú Năm, chân của em như vậy sao còn tới đây làm gì? À, không sao, không sao. À, một ngày quan trọng như vậy ba con nhất định phải tới. Chị không hiểu ba con sao? À, có cái này cho chị nè. Ta ta anh ta ta. Là cái gì vậy? Chị mở ra coi đi. Wow, tại sao lại tặng chị cái này? Em mua ở tiệm phong thủy đó. Một con khỉ đang cưỡi trên lưng con ngựa, gọi là mã thương phong hầu đó. Những người xưa tin tưởng là nếu như tặng món đồ này cho ai thì người đó sẽ thăng quan phát tài, một lát nữa nhất định đoạt giải thưởng. Lợi hại như vậy sao? Chị có lấy hay không hả? Cảm ơn nha. Sắp rồi, sắp rồi, sắp bắt đầu rồi. Xin chào, mọi người ngồi đi. Mọi người mau ngồi đi. Ẩm thực Le Bon Gourmet. Tôi là Clement Angolo, là tổng biên tập của Bonger. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tập trung lại ở đây không chỉ là vì để ăn mừng thành tựu của các nhà hàng đã tham gia từ các nơi trên thế giới, mà còn giới thiệu với tất cả mọi người những điểm sáng mới trong ngành công nghiệp phục vụ ăn uống, những nhà hàng tốt nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ chính thức bước vào phần lễ trao giải thưởng. Giải thưởng đầu tiên hôm nay là món ăn phương Tây. Và người thắng cuộc chính là... Renault de Banquet của tập đoàn Hoa Hoa Thế Giới. Hay lắm, tuyệt vời. Tuyệt vời lắm Bia, chúc mừng anh. Hay quá, hay quá. Nhất định không có thí sinh nào khác tham gia họ mới có thể đoạt giải. Đầu bếp người Pháp này nổi tiếng lắm đó. Năm ngoái cũng là người chiến thắng. Hoa Hoa Thế Giới tốn rất nhiều tiền mời ông ấy từ một nhà hàng khác về. Làm tốt bổn phận đoạt giải mới cảm thấy vinh dự. Dựa vào người khác, cho dù là giành được giải cũng không vinh quang gì. Tiếp theo là giải nhất hạng mục món Trung Quốc. Tới rồi, tới chúng ta rồi. Hạng mục món Trung Quốc, người đoạt giải nhất là Du Song Lâu. Du Song Lâu của chúng ta đã thắng là vì thực lực của Du Song Lâu. Chúc mừng Du Song Lâu. Du Song Lâu đã bộc lộ tài năng, chủ yếu là tinh thần phục vụ của họ đã gây ra ấn tượng cho ban giám khảo. Du Song Lâu đã thể hiện đầy đủ chính là ưu tiên, khẩu vị của khách hàng. Họ làm cho mọi khách hàng khi ăn đều cảm thấy yên lòng, vui vẻ. Và điều quan trọng nhất là bọn họ vẫn không quên ý định ban đầu là nấu thức ăn ngon. Một lần nữa, chúng ta chúc mừng Du Song Lâu chiến thắng. Mẹ à, mẹ luôn tuân thủ nguyên tắc, giám khảo cũng thấy được rồi. Nỗ lực của chúng ta cuối cùng cũng không vô ích. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Rất tuyệt. Em trai, ban giám khảo của nước ngoài không hiểu được món ăn Trung Quốc, đừng quá bận tâm. Nói thật thì chúng ta là kinh doanh theo hình thức tập đoàn,
lợi ích và lợi nhuận tương đối cao. Nhưng đứng trên lập trường quán ăn, thật sự chúng ta có rất nhiều chỗ đều không bằng dì Hồng. Cho nên thật sự chúng ta có rất nhiều chỗ cần phải cải thiện. Thắng thua là chuyện thường tình, các con đừng quá thất vọng. Mẹ nhỏ nói đúng lắm đó. Dì Hồng có tên tuổi đã lâu, dù chúng ta thua cũng cảm thấy vinh dự mà. Mẹ đã thấy sự cố gắng của hai anh em con. Thi đấu cần phải tích lũy kinh nghiệm. Ngày tháng còn dài, còn sợ không có cơ hội sao? Mẹ nhỏ nói rất là đúng. Tụi con nhất định sẽ đánh bại bọn họ, để mà mang giải nhất về cho chúng ta. Qua qua thế giới dưới sự lãnh đạo của các con, chắc chắn sẽ là một trận ra trò. Mẹ nhỏ yên tâm đi, tụi con nhất định sẽ cố gắng mà. Có đúng không em? Mẹ. Thua thì chính là thua, con có chơi có chịu. Sau này con đều nghe lời mẹ. Lần này công ty cũng đã giành được mấy giải nhì và giải ba. Renner đã liên tục giành giải nhất. Con là tổng giám đốc, có phải nên ra dáng của tổng giám đốc một chút hay không? Tối nay chúng ta sẽ có một tiệc chúc mừng tại Renner. Tới lúc đó mẹ hy vọng thấy được một tổng giám đốc giỏi giang tử tế của Hoa Hoa Thế Giới. Em chính là tổng giám đốc đó, làm sao em có thể làm xấu mặt được? Nếu không thì nhân viên còn cho rằng em có ý kiến với họ. Cười cái đi. Cười lên coi. Cười cái đi. Như vậy mới đúng chứ hả? Dạ. 1, 2, 3. Ok. Rồi, mọi người ngồi đi. Tự Ngọc, ngồi chung với dì đi. Để dì coi thử coi tinh thần đã tốt hơn chưa. Dạ tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn dì quan tâm. Con không thể uống rượu đâu, Mẫn Minh con có thể uống không? Dạ. Tây Hồng à, chúc mừng em đã giành giải nhất Bungu rất tuyệt. Anh hai cảm ơn anh, sao lại khách sáo như vậy chứ? Là dì Hồng vừa xem trực tiếp của tụi con, vừa cổ vũ cho dì, chúc mừng dì. Lần trước khi chúng ta ăn tối, còn đang thảo luận Vô Sông Lâu nguy cơ nợ nần, không ai quan tâm đến. Bây giờ đột nhiên cả thế giới đều biết tới Vô Sông Lâu. Thật sự là 10 năm đèn sách ai hay, thi đổ thiên hạ biết ngày tới mình. Mau đi ha, đại sư huynh bắt đầu ngâm thơ. Mọi người cạn một ly, chúc Vô Sông Lâu làm ăn phát đạt, ngày càng đi lên, khách khứa đầy nhà, khách tới nhiều mà. Chúc ly rượu của ba đâu rồi? Để ba tự đi lấy. Chúng đừng có uống nhiều, cẩn thận đó. Cẩn thận nha, không sao đâu. Phải đó, lão tứ, chú bây giờ là lý thiết quái của bác Tiền Hóa Hải. Uống phải có chừng có mực mới tốt đó nghe. Nè, bên trong túi của Lý Thiết Quái đều toàn là rượu, anh không hiểu mà. Có chừng có mực uống thoải mái. Cạn ly, cạn ly. Ngon lắm. Ăn cơm, mọi người ăn cơm. Ăn đi ha. Nếu bây giờ sư phụ còn sống, lấy các món Vô Sông Yến của ông ấy tham gia, chắc chắn đã đoạt giải từ lâu rồi. Vô Sông Yến của sư phụ đúng là không ai sánh bằng. Tối nay chúng ta cũng có một món trong Vô Sông Yến là hùng ưng sải cánh. Nè. Cảm ơn. Dì Hồng con múc cho. Ây da, tối nay dì Hồng vất vả nhất, cho dì một chén bự luôn nha. Được. Chén này nhiều nguyên liệu như vậy, cho con nè Tự Ngọc, con phải tẩm bổ thêm. Chén này nhiều quá, dì Hồng uống trước đi. Con ốm quá rồi, con phải ăn nhiều một chút để bồi bổ. Cảm ơn dì Hồng. Tự Ngọc với A Vĩ, thật ra mấy đứa nhỏ này cũng có tình cảm tốt từ hồi nhỏ. Dì coi con như con ruột của dì, đương nhiên dì phải quan tâm con rồi. Con sao rồi? Từ nhỏ con đã không được khỏe, tim của con có còn khó chịu hay không? Dạ ít phát tác hơn rồi. Nếu thấy không khỏe phải đi bệnh viện khám ngay, có biết chưa? Con biết rồi dì Hồng. Mẫn Minh à, chén này cũng có rất nhiều nguyên liệu cho cậu nè. Nè, con phải cho chú Năm trước. Con phải đưa cho người lớn trước chứ. Được, cho ba đó. Cho em giấm, thêm chút giấm, vị nó sẽ ngon hơn. Mẫn Minh, cho cậu nè. Thêm chút giấm đi. Mẫn Minh, cái này cho cậu. Vĩ, Tự Ngọc thích nhất là ăn thịt ngũ vị. Nè. Nè Mẫn Minh. Để mình tự gắp. Mẹ. Đại sư huynh. Cảm ơn. Em luôn luôn là số 1 của anh. Lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà anh cũng là số 1 của em. Cạn ly. Chúc
mừng nha, Nhật Quy à. Cách khai trương có 102 của anh đáng nhận được giải nhì. Công lao của anh rất là lớn đó. Tiếp tục cố gắng nha, cậu sẽ ủng hộ con. Cảm ơn, thank you. Uống nhiều một chút nha. Chúng tôi giành được giải nhất là bởi vì chúng tôi từ chối sự tầm thường. Nhưng mà phải cảm ơn bà Tiền chủ tịch của chúng tôi đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Cái này phải chúc mừng Pierre. Nhưng mà tôi cũng muốn động viên các đồng nghiệp khác trong công ty chúng tôi không được giải nhất. Bởi vì điều tốt nhất hôm nay, ngày mai chưa chắc vẫn là tốt nhất. Ngược lại, điều hôm nay chưa đủ tốt, chỉ cần tin tưởng chính mình, tiếp tục cố gắng, ngày mai sẽ có thể trở thành điều tốt nhất. Nhược Phong, cậu uống nhiều quá rồi, cậu nên kiểm soát cảm xúc bản thân. Con biết rồi, qua qua thế giới đoạt được giải nhất, nhìn mọi người vui vẻ như vậy nên phải chúc mừng. Mẹ thắng rồi. Đừng có coi trọng chuyện thắng thua như vậy, lấy lại tinh thần đi. Công ty còn có rất nhiều việc đang đợi chúng ta giải quyết đó. Con có chơi có chịu. Sau này sẽ nghe theo mẹ. Cạn ly. Nhật Phong, em tới đây để chúc mừng anh. Em sẽ kêu ba em liên hệ giùm anh, giúp anh thực hiện ước mơ làm cái độc nhất vô nhị giành giải thưởng. Hóa ra là em. Có phải em đã kêu ba em âm thầm giở trò sau lưng khiến độc nhất vô nhị không giành được giải nhất? Đâu có đâu, sao em có thể làm chuyện tổn thương anh được. Vậy bây giờ em tới làm gì? Tới đây để chế nhạo anh, để chế cười anh phải không? Không phải đâu, em không thể đối xử với anh như vậy. Anh thật không hiểu nổi, tại sao khi đó anh lại yêu một cô gái giả tạo, độc ác, thích chơi trò lừa đảo như em chứ? Anh hiểu lầm rồi, em không đối xử với anh như vậy đâu. Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em. Thật sự anh ghét em tới như vậy sao? Đúng vậy, anh thật sự rất là ghét em, rất ghét loại phụ nữ thích chơi trò lừa đảo. Em có thể đừng quấy rầy anh nữa có được không hả? Anh không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Anh rất là ghét em. Em cũng rất ghét bản thân mình. Ý nè em, sao em lại ở đây? Mọi người kiếm em cùng quán rượu kìa, đi thôi. Ê, em không muốn đi, em muốn yên tĩnh một mình. Anh biết là em không cam tâm, nhưng mọi chuyện đã ngã ngũ hết rồi. Hơn nữa nha, công ty chúng ta cũng nhận được nhiều giải thưởng, em nên vui mới đúng chứ. Anh Hai à, chúng ta đã nói cùng nhau giành giải nhất, tại sao anh nói nghe dễ dàng vậy? Giống như không cảm thấy đáng tiếc chút nào hết. Làm sao anh nói giống như hoàn toàn không hề bỏ công ra vậy? Cái gì mà không bỏ công chứ hả? Anh đã làm rất nhiều chuyện để đánh bại Vô Song Lâu mà. Đúng vậy, anh thực sự đã bỏ ra rất nhiều. Anh đã làm rất nhiều chuyện thấp hèn đó. Anh mua chuộc A Mộc, tấn công Vô Song Lâu, còn hai chú Năm nhập viện có phải không? Đó là do ông ấy xui xẻo, anh đâu có muốn như vậy. Ê, bỏ đi, không cãi với em nữa. Em muốn say rồi, đi, anh đưa em về. Không cần đâu, em vẫn còn muốn uống tiếp. Em còn không đứng vững nữa, uống gì mà uống chứ. Anh tránh ra giùm đi. Nè, đưa em tôi về nhà. Được, không vấn đề. Ê, làm gì vậy? Cẩn thận. Từ từ thôi, cẩn thận nha. Ê, trời ơi, ba cứ uống không ngừng. Thì ra chú Năm uống say là dễ thương như vậy. Dễ thương hả? Anh cũng như vậy, rõ ràng đã hứa chỉ uống một ly, kết quả hết ly này tới ly khác. Hiếm khi có ngày vui như hôm nay mà. Đi thôi. Ba em ở nhà đó. Chú Năm đã sai tới như... Chào anh Hai. Cảm ơn.
Anh sao vậy? Tối qua em về nhà xong bị đập đầu mất trí nhớ rồi hả? Tối qua em chửi anh, em quên rồi sao? Chắc là do em uống rượu sai, nói lung tung. Cũng may là người anh này tốt, không có thù qua đêm với em đâu nha. Anh cho em biết, nếu như em còn dám chửi anh một lần nữa, anh sẽ đánh em luôn. Em xin lỗi, không có lần sau đâu. Miệng thúi. Nè, cầm ống đi. Cảm ơn. Alo. Tôi đây. Xin lỗi, anh không thể vào đó. Tôi là bạn trai của cô Kim. Cho anh ta vào đi. Anh tìm có phải không? Anh chính là bạn trai của nạn nhân à? Kim, sao cô ấy lại như vậy chứ? Theo kết quả điều tra sơ bộ, cô Lâm đã tự tử bằng cách cắt cổ tay và uống rất nhiều thuốc ngủ. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự phải đợi đến khám nghiệm tử thi mới xác định được. Do ba ruột cô Lâm không ở Singapore, cho nên chúng tôi mới liên lạc với anh. Làm sao cô ấy lại tự sát? Anh có biết cô ấy có khuynh hướng tự sát không? Sếp. Anh Tiên à, ngày mai còn phải tới hả? Đương nhiên rồi, chị đã nói phải nấu món hầm cho bác Đặng. Nhưng mỗi lần tới họ đều không cho chúng ta gặp bác Đặng. Canh của chị không chừng bị họ đổ bỏ. Bác Đặng mới tỉnh lại cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta nên ra vẻ nên làm hay là buộc phải làm? Không có Vô Sông Yến, bác Đặng sẽ không đếm xỉa chúng ta đâu. Alo, Như Hoa. Mẹ nhỏ, ở chỗ con mọi chuyện đều rất thuận lợi. Để con hoàn thành nhiệm vụ, con sẽ lập tức quay về. Coi cái gì, nước sốt xong rồi, đem vào tìm dịch đi. Ba, một mình ba làm nước sốt vất vả quá rồi. Ba mau dạy con đi, con có thể giúp ba làm một số việc mà. Với cấp độ của con, càng giúp càng bận thêm. Làm gì có chứ, ba luôn nói con càng ngày càng giỏi hơn mà. Đó mới chỉ là cấp độ tiểu học thôi. Tiểu học phải học 5 năm mới có thể thi tốt nghiệp được đó. Tìm dịch và đi học làm sao mà giống được ba. Con càng ngày càng lên tay rồi. Tất cả các bước mà ba bắt con làm, con đều nhớ hết rồi đó. Ba coi, xử lý sạch sẽ rồi. Sạch sẽ rồi. Ở đây còn rất nhiều lông dịch nè. Đâu có đâu, ba coi, sạch bóng luôn rồi nè. Con nghĩ ba bị mụ rồi hả? Không phải nói bị diễn thị sao, nhỏ như vậy cũng thấy được nữa. Trẻ nhỏ khó dạy dỗ mà. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Yvette ngoan, giờ mẹ không có ở đó, con phải tự ăn cơm, tự mình đi tắm. Mỗi tối mẹ không thể kể chuyện cổ tích cho con nghe được, con phải tự mình nói chuyện với mình ha. Con ngoan ngoãn ngủ đi. Ây chà, Yvette à. Yvette, đừng khóc nha. Ngoan ngoãn nghe lời ông ngoại. Ông ngoại là món chân vịt con thích cho con ăn nha. Ông ngoại, mẹ con không cần con nữa. Yvette ngoan, Yvette đừng khóc nữa nha con hả? Con phải mạnh mẽ giống như mẹ. Chờ mẹ biết nấu vịt tiềm rồi, mẹ sẽ quay về đoàn tụ với con nha. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Yvette ngoan nha con. Con mẹ chào con. Mẹ thôi. Tạm biệt con. Được rồi, được rồi. Nè, cho con đó. Đây là công thức gia truyền làm nước sốt ngâm muối và cách tẩm ướp. Món mặt bảo nguyên ương phong vũ đồng chúc trong Vô Sông Yến của sư tổ con. Thì ra nó luôn ở bên người ba. Hèn chi. Hèn chi cái gì? Hèn chi nó được gọi là bảo bối gia truyền. Cảm ơn ba. Năm đó sư tổ con lúc truyền dạy nó lại cho ba đã từng nói: mặt trời phương đông, đông phương bất bại. Bây giờ ba truyền lại cho con,
con phải làm ra món mì vịt tiềm Đông Phương Bất Bại, kế thừa tinh hoa của món vịt tiềm. Đừng sỉ nhục một đời anh minh của ba và sư tổ con đó. Con sợ. Sợ cái gì? Rốt cuộc con có hiểu hay không? Hiểu, hiểu, hiểu. Con gái tôi đã bị cậu hại chết rồi. Kim yêu cậu như vậy, nó luôn nói cậu là người yêu nó nhất, tốt với nó nhất trong số tất cả những người bạn trai của nó. Nhưng mà tại vì sao cậu lại chính là người hại chết nó chứ? Cậu là hung thủ giết người. Cậu là hung thủ giết người. Mẹ hiểu. Khoảng thời gian mà ba con vừa gặp tai nạn, mẹ cũng rất đau khổ, cũng tự trách mình, cũng thấy hối hận. Cả thế giới cũng đều tối tăm mờ mịt, ngay cả hít thở cũng không muốn. Nhưng mà dù nghĩ thế nào đều vô dụng, sẽ không có đáp án, đúng không? Ngược lại, những ngày tháng trước mắt trôi qua như vậy, có rất nhiều chuyện không thể không làm. Không thể vì nỗi buồn của bản thân mà ảnh hưởng tới cuộc sống và kinh tế của nhiều người. Nhược Phong, như vậy đi, con hãy nghỉ phép vài ngày, đi tìm một nơi để bản thân bình tĩnh lại, điều chỉnh lại tâm trạng, buông bỏ hết tất cả. Sau khi quay lại, mẹ hy vọng được nhìn thấy con trai mẹ phấn chấn trở lại, được không? Kan 谁先放得开。